Để Trương quay cho các mẹ xem các hướng dẫn sử dụng của cái xe rinh này ha. Cái này là khi mà mình cần che thì mình là gắp gọn vô rất là nhanh nè. Cái này ví dụ như bé mà nó dài người ra thì mình bật lên cho nó ghép chân lên, còn không nó muốn ghép chân dưới thì mình bóp cái chỗ này nè, nó có cái đầu bóp nè ha. Rồi gắp gọn xe này cực kỳ nhanh luôn. Ở đây nó sẽ có cái nút bấm nè, mình bấm và mình đồng thời gạt ngang qua và bằng bấm đó, đồng thời hai động tác là nó sẽ gắp xe lại đó, cực kỳ gọn gàng luôn. Cái này mình có thể để đằng trước xe lift cũng được nha các bạn, hoặc là khi mình đi chơi á, mình để ở một góc của những cái hàng ghế của xe hơi á, nó không ảnh hưởng đến diện tích của người khác đâu. Còn những cái loại xe đẩy hai chiều cũng không thể thích những loại xe đẩy hai chiều bởi vì nó quá cồng kềnh đó. Đây còn khi mình mở lên cũng vậy ha, mở lên thì mở cũng nhanh thôi. Quên mở đây. Rồi đây đó, siêu đẹp luôn. Đây còn chiếc Volvo này nè, để hướng dẫn các mẹ sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Khi mà mình cần cho bé nằm hoặc là ngồi á, thì mình chỉnh chỗ này ha, mình kéo chỗ này. Rồi còn khi mà mình cần gắp xe đẩy lại á, thì mình nó sẽ có hai cái nút đỏ bên này, mọi người thấy không? Hai cái nút đỏ này mình đồng hình ấn hai bên đó gặp lại. Rồi ở đằng sau mọi người thấy á, ngay cái dưới đít này nè, nó cũng có một cái chốt, mình ấn vào gặp lên này là xe nó sẽ gặp lại động như vậy. Cái này là cái ly uống nước để các bên trong á. Rồi nó này có cái dây quai để mình có thể treo lên nè, treo lên hoặc là mình để ở đây cũng được đó. Cái xe Volvo này á là động nhất luôn á, dòng này là động nhất. Chiếc Vinh này á, nó có thêm một cái điều đặc biệt nữa này nè, mọi người xem nè, đi mở cho mọi người xem nha. Đây đây là cái màn chống tia UV, cái màn trắng cho bé khi mà bé ngủ á, thì mình nó thứ nhất là nó chống nắng nè hoặc là ánh sáng nè, bé ngủ nó rất là thoải mái. Này là không phải dòng xe đẩy nào cũng có đâu, nhưng thấy chỉ có chiếc Vinh là nó có này đó, mình cài lại thôi. Với lại mọi người đây cho mọi người xem, mỗi một chiếc xe đẩy như vậy nó có tặng kèm theo cái phụ kiện, nhất là chiếu làm mát để em bé nằm nó không có bị hàm lưng. Với lại cái này, như hôm bữa dịch bệnh đó, thì thật ra là những cái lưới như vậy, những cái màn che như vậy cực kỳ là quan trọng luôn, bởi vì khi mà mình đi ra đường á, nó sẽ che chắn được bụi nào vi khuẩn nè ha. Như là mình chở con thì chích ngừa á, thì khi mà mình sợ vi khuẩn là đi vô bệnh viện á, nhiều vi khuẩn người này ho người kia ho nó rất là mất vệ sinh, thì các mẹ có thể cho bé nằm rồi mình trùm cái này lên nè. Như cái này nó cũng có cái lưới trùm nha, mình trùm lên để mình bảo vệ bé, nó rất là an toàn và cũng đẹp nữa.